quen nhau thì khó khăn lắm, con quen nhau cái mà bà tôi hỏi bà Nga bà có nghĩa chưa, cái vợ nó cũng nói là tôi éo chết, cái nói giờ tôi cũng éo bà cũng éo, giờ liêm sĩ gì tầm này, giờ liêm sĩ gì tầm này cưới à liêm sĩ gì tầm này luôn. Ok quen qua ngày sau đưa nó chuyện với mẹ con luôn. Rồi xong rồi sao nữa? Tại vì anh này anh nói là anh không có bồ, cái gì anh cũng đầu tiên sơ rối luôn. Dạ sơ rối luôn, kiểu là không biết bắt đầu từ đâu rồi à, cái gì cũng hỏi thì vợ chồng mới thì tụi con cũng kiểu là dẫn dắt nhau thôi cô. Đâu có biết đầu lần đâu, không nào biết gì luôn. Dạ, ổng nào biết gì hết. Ngùng đúng không? Dạ. Đứa nào cũng ngày ngày đi nhậu. Động học thì hơi mệt. Được ba. Qua ngày sau. Tám thôi. Tám thôi. Rồi đó, tôi ở Giòn Nén. Con chào cô chú, con tên là Nguyễn Thị Thúy Nga, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cưới ông xã con là ở Vĩnh Long. Hiện tại vợ chồng con đang mở một cái shop quần áo nhỏ ở Trà Vinh ạ. Ủa, chân đây nè, đất đây là nè. Thành phố Hồ Chí Minh, ông chồng gốc Vĩnh Long mà làm ăn sinh sống ở tại Trà Vinh. Dạ. Em chào chú Quốc Thịnh, chào cô Hồng Vân. Con tên là Hoàng Khôi, con giờ đang phụ vợ con thôi. Khôi bao nhiêu tuổi? Con 31 tuổi. Trở lại với cái thời mà các bạn lần đầu tiên các bạn gặp nhau, ai là người theo đuổi ai trước, kể nghe đi. Ông xã em á là học trò của vợ em. Vợ là cô giáo hả? À, cô giáo dạy gym. Nhưng sao mà gặp được? Hồi đó con đi Nhật 3 năm xong con về 6 tháng. 3 tháng còn lên 15 kg rồi. 3 tháng còn lên 15 kg rồi. Con lên Sài Gòn con chơi với mấy anh, con cái dẫn con đi tập gym. Trong 3 tháng mà con lên 15 kg lý do gì? Mấy ông anh ngủ nhậu đúng không? Thấy gì cũng thèm, thấy gì cũng ăn. Đúng rồi, chị nói thiệt em đi nơi nào cũng thấy đồ ăn Việt Nam là vô địch. Đúng vậy. Rồi mới đi gặp bạn này. Dạ. Cô PT này. Ừ. Rồi sao? Ấn tượng đầu tiên gặp cô bé PT này sao coi? Nó cũng bình thường à. Rồi xong rồi bà ghét đồ ghét dữ lắm. Sao ghét vậy? Mấy ông anh dẫn ông chồng con vào á là mục đích cắp đôi cho hai đứa, nên là ông cứ phiền suốt, cứ tập hỏi tùm lum hết. Tập khoảng tầm được một tháng này cũng xuống khoảng được 4 kg á. Không sao nữa. Kêu con bằng cô không à cô. Về nhà cứ nhắn tin Zalo á, cô ơi hôm nay ăn gì? À em ăn như thế này có được không? Lúc đó con ghét tại vì lười tập lắm cô. Chẳng qua là giảm cái chế độ ăn xuống á thì mới xuống cân nhanh thôi, chứ tập thì cũng lười lắm tại vì người mập á vận động rất là mau mệt. Lý do gì mà hai bạn lại đến với nhau? Chưa, xong rồi biểu nghe nói lại về lên nữa đúng không? Dạ đúng rồi, tức là anh chỉ ở Sài Gòn khoảng tầm hơn một tháng thôi. Xong rồi về quê chơi với gia đình để chuẩn bị qua bên kia làm lại. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cái mối quan hệ của các bạn lúc đó là như thế nào? Chỉ là bạn bè thôi. Dạ đúng. Chỉ là cô trò với bạn bè ở gì đó. Đúng không? Đúng không? Cái bữa đó cũng đầu tháng 7, xui khiến sao cái... Bà lóc cái Facebook con đi. Ủa lý do là lóc tài à? Dạ con lọc bạn bè. Lọc bạn bè mà con lọc bằng app nữa. Thì lọc bằng app tức là ai mà thả tim mình hay là comment đó cô, thì mình sẽ còn trong danh sách bạn bè. Còn ổng thả tim đâu có comment đâu. Con lọc một phát một bay ổng luôn. Mà ổng là bạn bè chơi chung một nhóm là từ cái lúc ổng về nước đó cô, là bắt đầu anh em thân nhau luôn. Tuy là ở bên kia nhưng mà vẫn nói chuyện trong group bình thường, vẫn hỏi thăm nhau bình thường, là lúc đó ổng để ý con rồi. Vậy đó mà con nỡ lòng nào con một phát một là bay hết luôn. Rồi thôi có bị tổn thương không? Tự nhiên bây giờ bị bà cô bà lóc Facebook mình. Buồn chứ. Cái nhắn tin hỏi. Ủa? Sao tự nhiên lóc Facebook tôi? Kỳ vậy? Sao tự nhiên lóc Facebook tôi? Kỳ vậy? Con mới nhắn tin con nói là con lọc nhầm nên là xong con mới kết bạn lại. Thì con cũng hỏi thăm anh như mọi ngày thôi. Hỏi là hôm nay anh đi làm về sớm hả? Ăn cơm chưa? Mà tụi con mới bắt đầu chính thức quen nhau là từ khi đó. Người ta quen nhau thì khó khăn lắm, con quen nhau cái mà bà tôi hỏi bà Nga bà có nghĩa chưa, cái vợ con cũng nói là tôi éo chết, cái nói giờ tôi cũng éo bà cũng éo, giờ liêm sĩ gì tầm này, giờ liêm sĩ gì tầm này cưới à liêm sĩ gì tầm này luôn. Ok quen qua ngày sau đưa nó chuyện với mẹ con luôn. Vậy đó hả? Dạ, dạ. Vậy bên Nhật luôn. Dạ. Wow. Thời điểm nó dịch căng lắm cô Hồng Vân. Con ở nhà suốt 4 tháng luôn. Thì ông này bên kia cũng đi làm nhưng mà trong tình trạng dịch giả. Con cũng có hỏi thông tin về ba mẹ, hỏi là em như hai bác lớn hay không thì nói là lớn rồi. Tại vì cha con năm nay là 75-76 tuổi. Rồi mẹ con là 70 là con nghĩ là khó. Thì con nghĩ là con ở Sài Gòn mà dọn dẹp nhà cửa là con rất giỏi. Nhưng mà nấu ăn là con bù chất luôn. Cái con sợ là người ở quê người ta sẽ không có thích con dâu không biết nấu ăn. Thế con mới nói là bây giờ làm cách nào để cho mẹ chịu đi. Mẹ xem được mặt của em rồi mẹ chịu, rồi lúc đó mới công khai. Anh này đòi công khai liền luôn cô. Bắt phải cài hình đại diện, hình ảnh bìa rồi Facebook hết luôn đó cô. Mày ông nhanh mà. Dạ. Ông rất là nhanh. Đánh dấu chủ quyền á chú. Đó. Đánh chủ quyền á. Rồi. Rồi nhưng mà khoan đã. Bên mẹ của Khôi á, khi mà gặp Nga rồi đó. Dạ. Là có chịu liền không? Theo em có chịu không? Chị là chị ưng liền, nhỏ này vừa hoạt bát vừa xinh xắn, mắc gì không chịu. Không, chưa chắc Nga. Ở bên Nhật là 7 giờ, ở Việt Nam là 5 giờ cũng điện thoại. Con dâu này mẹ chịu không? Mẹ nói sao? Nói chuyện cái ưng liền luôn. Thấy chưa? Ưng liền đó, mấy con nói cô còn ưng mà. Dạ, sao cảm ơn mẹ. Nói vậy thôi phải hỏi. Nhưng mà hỏi bạn này nè, trước đó là con có người yêu chưa? Đã chưa. Hay không? À, tức là lúc mà 25 tuổi con đi Nhật mà con nói có người yêu là cô tin đó. Là tại vì bên Nhật là lo làm ăn không à, không thể nào mà cực kỳ thời gian lâu mà kiếm bồ đúng không? Nhưng mà từ 25 tuổi đổ về trước là con ở Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Có mối tình không? Mà con nói con không có người yêu sao thấy nghi quá. Không, hồi đó có một... nói chung là không có mối tình á, nhưng mà cáp kèo cáp đôi nhau á.
nhưng mà không thành. Không có thành, không có quen. Không thành hay là rảy dấu con á? Đâu, mẹ có nói hết mà. Như vậy mẹ đồng, mẹ coi như là chịu nghe rồi. Dạ. Vậy thì mẹ có thúc đẩy cái mối quan hệ của các con nó đến gần với nhau hơn không? Có, hai đứa là nó yêu xa mà, nói chung nhiều chuyện xảy ra lắm. Ừ. Còn một tay mẹ đứng ra mẹ giải quyết hết. Mẹ cửa giữa giải quyết hết. Dạ. Giải quyết hết. Bà này ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ông ở Bình Nhật, còn mẹ ở Vĩnh Long, giải quyết cho hai anh chị. Dạ. Thường mà hai đứa bất hòa với nhau vì chuyện gì? Dạ ghen. Ghen thôi. Cái bà cô Vĩnh Long bắt đầu mới đứng giữa mà làm hoài. Xong rồi sau đó bà cô quải quá, bà cô mới ôi thúc đẩy cho tụi nó lấy mẹ cho rồi. Dạ. Nếu tôi mà làm mẹ là tôi cũng y vậy đó. Dạ. Trời mệt quá. Trời dạ, đúng. Hoài luôn. Thôi cho tụi nó cáp tụi nó lấy nhau cho rồi khỏi ghen. Dạ. Cái chuyện lớn nhất đó là cái chuyện gì? Dạ, giấu con đi nhậu. Anh chồng con là không gái gú, không cờ bạc, không có lăng nhăng này khác kia nọ, nhưng mà có là nhậu. Tức là không phải là ghiền, nhưng mà ví dụ sau giờ làm việc thì bạn bè rủ là sẽ đi nhậu cô. Là nhậu Bình Nhật đó không? Dạ, nhậu Bình Nhật á, mà không uống nhiều cô, uống một hai lon thôi, không có uống nhiều. Mà cứ hẹn không phải là uống rượu quen. Mà khoái ngồi bà tám đúng không? Dạ. Khoái ngồi tám chín chuyện với các đồng nghiệp đúng không? Mà chú biết thời điểm đó dịch mà chú, con đấu cho đi, con sợ bị dính Covid xong mà về đâu có được đâu. Rồi bên đó cũng ở nước đó mình cũng không có rành về y tế này kia nữa. Có nhiều cái lắm. Nhưng mà cãi con, xong cúp máy luôn cô chú. Cúp mà nguyên một đêm luôn. Là không có liên lạc, con không liên lạc được, con khóc bù lu bù loa nhà luôn. Con phải cầu cứu mẹ chồng con. Xong mẹ chồng con mới liên hệ với một cái bạn ở chung nhà với anh này nè. Nói là anh Khôi đã về nhà rồi ngủ rồi, lúc đó con mới yên tâm, mà con cả đêm cũng không ngủ được luôn cô. Mà sau đó thì sáng hôm sau thì sao? Sáng hôm sau thì anh này chủ động gọi con. Có chửi không? Con chửi. Con chửi không có tàu xe máy bay nào chứa hết luôn, chú cũng tức không quá. Dám trả lời luôn đúng không? Dạ thiệt. Mà mẹ con kêu con cứ chửi nó, con phải chửi cho nó nghe. Mẹ con móc chịu luôn á. Ừ. Dạ. Ngăn ngừa viêm nướu, ngăn ngừa loét miệng, giảm viêm họng, khử mùi hôi, miệng giữ hơi thở tự nhiên, ion calcium siêu nhỏ đi sâu vào các lỗ hổng trên răng, giúp răng chắc khỏe. Tinh bạc hà thơm mát dễ chịu, nước xúc miệng ion muối làm sạch sâu vào bên trong, kháng khuẩn vượt trội với công nghệ Nhật Bản. Bao nhiêu lâu á thì con mới quay về đây? Dạ yêu xa 8 tháng. Bây giờ về luôn rồi. Dạ con định là con ở bển nữa kìa, chứ con chưa muốn về đâu, thương quá về. Cái ngày đầu tiên con về Việt Nam á, cũng là cái ngày ra mắt ba mẹ vợ luôn. Qua ngày sau là chủ nhật là dưới kia là dưới quê á, là cha mẹ với dòng họ con lên giáp xuôi luôn. Coi như con lấy chồng mà con biết nhà chồng con luôn con. Vậy con không biết cha mẹ chồng con chỉ biết qua mỗi cái điện thoại thôi. Chú muốn biết cái khoảnh khắc là khi mà hai đứa gặp lại nhau sau 8 tháng xa cách thì như thế nào? Khóc hả? Khóc à? Ai khóc? Dạ con khóc. Con chờ anh chồng con 3 tiếng. Cảm động kìa. Xong lúc đó con cứ sợ là trục trặc máy bay này khác kia nọ. Ngồi chờ không, mà lúc thấy anh ra khỏi sân bay thì lúc đó thấy mừng. Cảm giác là mình yên tâm. Xong lúc đó ảnh rồi. Lúc đó mình cũng không có hung được tại vì dịch. Mình sợ lỡ như ảnh. Mày khẩu trang mà. Dạ đúng rồi. Dạ. Xong mày lên taxi về nhà con thì hôm đó là về nhà nó con. Nó có ôm con không? Dạ có ôm cô, ôm dữ lắm. Nó ôm con, coi như lần đầu tiên ôm đó phải không? Dạ đúng rồi. Ôm siết mà. Anh này lần đầu tiên ôm gái luôn. Gì đó. Trời ơi. Hai đứa về nhà đi, nói chung là rất là hiểu chuyện, mua đồ về cúng kiến bàn thờ nhà con, rồi mua mồi nhậu là ở nhà bà con dòng họ con lên đầy đủ hết rồi. Ngủ lại một đêm nhà con là bữa đó là lòi hết tật xấu luôn cô. Để luôn đi con. Anh ấy uống một hai lon xong mà cái mệt là xin phép lên phòng ngủ. Thì nhà con ở trên lầu là có hai cái phòng ở cô, thì anh đó với lại cái anh rể của con á, hai anh em ngủ chung. Rồi bên đây là con với lại chị gái với lại mẹ ruột với lại bà nội ngủ bên này, thì bên đây phòng con là chả ngủ được gì hết. Ngáy. Ngáy chứ liền luôn cô. Ngáy dữ lắm. Không, cô tin liền. Tại vì cái phọt này là phải ngáy. Là về nước là giáp xuôi nhà con xong. Rồi xong là về Vĩnh Long lại là một tuần sau lên chụp hình cưới. Thì chụp hình cưới là cũng đi trong ngày vậy luôn. Mà con chụp ở studio, con không đi ngoại cảnh. Là tranh thủ chụp riết là 2 tiếng xong rồi ra ăn cơm với canh tài xế xong là ông này về Vĩnh Long luôn. Là hai đứa chỉ có hung môi thôi. Rồi xong rồi sao nữa? Tại vì anh này anh nói là anh không có bồ. Cái gì anh cũng đầu tiên. Có sới rối không? Dạ sới rối cô. Kiểu là không biết bắt đầu từ đâu. Rồi cái gì cũng hỏi. Thì vợ chồng mới thì tụi con cũng kiểu là dẫn dắt nhau thôi cô. Chứ đâu có đứa nào rành đâu. Không nào biết gì luôn. Dạ, không đứa nào biết cũng gì. Ngại ngùng đúng không? Dạ. Đứa nào cũng ngại nhìn nhau bữa cười. Động phòng thì hơi mệt. Được 3. Qua ngày sau 8 thôi. 4 thôi. Trời đất ơi, anh dồn nén. Dạ. Ôi cũng được mà các bạn trẻ quá mà. Bây giờ á nó ăn bao nhiêu đồ bổ. Ở bên Nhật là ăn cá sống sashimi luôn á. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi. Dạ. Cái phần tật xấu chắc con không kể đúng không? Đi. Đúng không Nga? Dạ. Con cũng mà cái ngáy thì thôi con cho nó xếp qua là một cái dạ. Là cố tật đi. Dạ. Chứ nó không phải là tật xấu tội nó. Dạ. Nó không muốn ngáy nó cũng phải ngáy à. Dạ. Sao nè? Dạ ghen. Ví dụ như ảnh đi công chuyện, anh chạy từ shop về nhà mẹ chồng con á, cái anh dặn con bé nhân viên bằng bé phụ con á cô, chú mà có đi về nhà mà có thằng nào vô mà lén phén á, gọi chú liền. Mà anh không phải nói giỡn đâu cô, anh nói với một thái độ rất là nghiêm túc luôn. Rất là căng luôn á cô. Con nói sao? Để có thằng nào vô điện chú liền nha con.
về chú xuống đó đúng không? Dạ xuống đây. Trời đất ơi. Với lại là bừa bộn cô. Con là con không biết nấu ăn nhưng mà con rất là kỹ. Ví dụ rửa chén xong rồi úp ngay ngắn. Ông này xí gọi vụ nấu ăn ai nấu? Dạ chồng con nấu. Nhưng mà hiện tại thì chồng con cũng không nấu luôn. Tại vì dạ mẹ chồng con nấu. Mẹ con thương lắm. Bừa bộn sao nè? Chưa đi đâu về cái mũ bảo hiểm là giục lên giường. Cái khẩu trang là giục ở quầy. Rồi cái áo khoác là giục tùm lum chỗ hết không có máng lên. Mà con dọn suốt luôn mà con nói tới bây giờ là đỡ rồi. 10 phần mình mới được có 2 phần đỡ thôi con. Đỡ hoài luôn hả? Dạ. Không cải thiện. Dạ. Thứ ba nữa là nóng tính. Anh nóng tính một cái mức mà khi tụi con cưới nhau xong thì con có một cái mâu thuẫn là cũng ghen thôi cô. Con là không thích ổng nhìn gái đâu. Con thấy ổng nhìn gái là vậy con nói dữ dằn luôn. Con nói tới khi nào ổng phải chiều con được cô. Ổng tức quá. Anh không có tại sao em nói anh có. Ổng đấm tay vô tường luôn á cô. Đấm xong sưng hết mấy cái này luôn nè cô. Rồi tối ai xích dầu? Dạ con. Không mỗi lần về thấy xót chồng đúng không? Dạ con thương con. Giờ hết nhìn chưa? Vẫn đó mới là cái tật xấu đó, cái tật mà tự đập đầu rồi tự đập tay vô tường không cái kiềm chế được bản thân. Cái dạ. Ghen á là không xấu bằng cái đó luôn á. Nhìn con gái đẹp thì nhìn không có sao cả. Nhưng mà phải nhìn sao mà khuất mắt khuất mày vợ. Rồi cái đó cũng tật xấu của vợ con luôn á. Cái đó là tật xấu á. Sao? Mình không có nhìn khi mình không có nhìn. Suy nghĩ. Răng răng suy nghĩ là mình nhìn gái. Thế là không có nhìn đúng không? Nhưng mình không có nhìn đâu. Nhiều khi đang chạy xe nè. Bóp. Nhìn gái à. Cái xe xe phải luôn á. Mình không có nhìn đâu. Wow. Mình cử đi đó mình. Ông có tật giật mình ông cử. Mình làm thinh đó. Không có cái gì để làm thinh. Không có đường nào. Vậy không được chứ á. Phụ nữ mà. Thôi. Bây giờ con mong chồng con thay đổi điều gì? Dạ, nói chung là anh rất là yêu thương con. Chăm chút vợ với lại tạo điều kiện làm sao con thoải mái nhất. Con hy vọng sau này là ông cũng y chang như bây giờ. Có nghĩa là không muốn thay đổi gì chưa? Dạ có. Nịnh quá. Chưa còn khúc sau, còn khúc sau nữa. Nói đi. Dạ, cái khúc sau là con muốn chồng con là nói chung là bớt nóng tính lại. Ừ. Chuyện gì thì vợ chồng ngồi lại dàn xếp với nhau. Đừng có hành hạ bản thân mình như vậy. Đúng cái rồi. Thứ hai đừng có ghen đó. Bỏ cái tật mà đập tay đập chân vô tường rồi đấm tường rồi lấy đầu giọng vô tường là dẹp đi. Cái thứ hai cái thể trạng với cái thân hình phì nhiêu của Khôi á. Thì nếu mà Khôi nóng tính á thì cái người tổn hại là Khôi chứ không ai. Dạ. Rất là dễ lên máu đó con. Mà ngã một cái đùng một cái đó là khổ người này nè. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Kiềm chế lại. Bây giờ trời tới bạn đó, bạn phất đi. Đó, bên này có sao? Có tính sao? Thì nói chung là tính cũng nóng. À, hay nói con nhìn gái đó, có nhiêu đó thôi à. Bà ghen đó. Dạ, đừng nói nhìn gái được rồi. Đúng không? Đâu có liền. Thấy úp sọt không? Úp sọt. Đường nào cũng chết đi. Dạ, có nhiêu đó. Có chuyện ba không biết nấu ăn rồi. Không nói con được hết, đâu có quan trọng cái đó. Vậy giờ con muốn vợ con thay đổi gì? Thì bớt nói con nhìn gái nọ thôi. Suy diễn sọt. Vậy là cái đó là bớt suy diễn đó em. Trời ơi, cái tật suy diễn á cũng ghê lắm đó. Em thiệt thì úp cái suy diễn á là đàn ông nó rất khó chịu nha. Dạ. Điên máu lắm luôn á. Dạ. Thôi bớt lại nghe. Dạ. Còn muốn nói gì là quay phim lại, chụp hình lại làm bằng chứng. Dạ. Để cho khỏi chối. Dạ. Nghe. Dạ. Đúng rồi con. Em hai đứa có con chưa? Dạ, tụi con cũng đang để cho có em bé. Đang phải không? Dạ. Chú Thuận cứ chúc đi. Tại vì chú Thuận chúc đó là mau có kết quả lắm. Nó nhanh lắm. Dạ. Chị một chị nói cái vụ mà nóng tính đó. Dạ. Con việc gì con phải hành hạ bản thân con vậy? Con có tin không? Con đau một là vợ con đau 10. Đúng vậy. Sợ lắm, nhìn chồng mình vậy vừa xót mà vừa sợ nữa. Hiểu chưa? Dạ. Bỏ cái đó đi nghe. Dạ, không? Dạ. Bây giờ này còn nhậu không? Ông giờ đi đâu có vợ không đi, không có vợ không đi. Không, tôi hỏi nhậu không á, có nhậu không? Ít lắm. Đâu có vợ không à? Rồi thôi, bây giờ trước khi mà có em bé đó thì trước tiên là không hút thuốc, không nhậu và đừng có thức khuya. Dạ. Cái thứ hai đó là hai vợ chồng cùng xem, cùng coi những cái gì mà nó mang những cái điều, cái niềm vui đến cho mình. Dạ. Đó, chú Quốc Thuận chúc cho Khôi và Nga. Dạ. Sau chương trình này về thì sẽ yêu nhau, thương nhau nhiều hơn và đặc biệt là vài tháng tới nữa. Dạ. Chúc cho nó xa xíu đi. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng sẽ nhận được một tin vui từ bác sĩ. Dạ. Dạ. Nghe, và qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời. Dạ. Đến với gia đình. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn con. Ok. Dạ. Dạ. Rồi chúc cho shop làm ăn phát đạt nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi, chúc mừng chúng ta sẽ gặp. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên Thanh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện đang làm thiết kế nữ trang. Rồi, mời em giới thiệu cho mình. Dạ, em tên Ngọc, em làm thông dịch viên tiếng Hàn. Em làm chung công ty với ông xã. Rồi, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Bữa đó thì em ghi một cái status vui thôi. Là tuyển vợ từ 18 đến 24 tuổi. Lúc đó là em 19 tuổi à. Em nói là em làm bà xã anh được không? Cái anh nói là được. Rồi thế là nói chuyện qua nói chuyện lại. 3 tháng sau thì tụi em gặp nhau. Nhưng mà trong cái quá trình 3 tháng đó là mình có gửi hình ảnh cho nhau coi không? Dạ không, không biết mặt gì hết. Tại vì hồi xưa người ta xấu nên người ta không dám gửi cho em hay sao mà con không biết. Mà lúc đó em cũng không có đòi hình luôn. Tại vì em không nghĩ là sẽ gặp nhau ngoài đời. À rồi, gặp mặt nhau thì cái cảm giác và cái cảm nhận của hai người như thế nào? Là lúc đó anh rủ em đi câu cá. Em nói là em không dám gặp anh đâu. Tại vì sợ anh bắt cóc em thì sao. Rồi lúc đó em bắt ảnh là phải viết một cái list danh sách là hứa là không được làm em giận, không được ăn hiếp em. Rồi ảnh làm chuyện bậy bạ với em. Xong rồi bắt ảnh đưa chứng minh nhân dân
cho bà chủ nhà của em giữ. Ủa nhưng mà lúc mà lần đầu tiên tụi em thấy nhau á, là tụi em có nghĩ là mình dành cho nhau liền không? Có nghĩa là có bị xét ái tình hay là bị cái cảm giác là thích liền không? Lúc đầu thì gặp thấy con nít cũng thích lắm, tại vì em cũng khoái con nít. Từ xưa giờ chơi với nít không à. Tức là em thích liền đúng không? Thích, có thích chị. Còn em? Em thì em thích liền lúc đó nha. Rồi, bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Khoảng một năm sau á, nhưng mà trong thời gian đó thì ảnh cứ tâm sự, cứ kể là ảnh bị người yêu bỏ, chia tay người yêu này nọ. Em hỏi nếu mà chị đó quay lại rồi, anh có quay lại chị đó không, em chơi với anh tiếp đó. Đương nhiên là người mới không bằng người cũ rồi. Cái em ghét, mới ngay từ lúc đó thì em mới quyết tâm là em cua đổ ông này cho bằng được. Rồi cuối cùng dính không? Em nghĩ là ngay từ lần đầu là ảnh mê em rồi, nên em vừa xúc chiêu ra là ảnh dính liền. Dính liền. Rồi trong cái thời gian hai bạn yêu nhau đó, tất cả mọi thứ nó có trơn tru không? Là quen nhau được 3 năm thì em đi Hàn Quốc, em đi du học. Thì lúc đầu là em mê anh này là tại vì anh này biết quan tâm, chia sẻ, ga lăng. Xong rồi qua bên Hàn Quốc thì anh ít liên lạc lại dần. Xong rồi với lại cũng mê mấy anh chàng trai bên đó, rồi cái không chơi với anh nữa. Trời ơi, rồi đến khi mà em đi về Việt Nam thì hai đứa có thẳng nước không? Về Việt Nam thì ảnh cứu em lại. Nhưng mà em chán rồi, em không thích nữa. Em nói thôi chia tay thiệt đi. Anh không đồng ý, anh nói không công bằng với ảnh. Trước khi đi là sống chung nhà với mẹ mẹ chồng hiện tại bây giờ của em á. Thì ảnh là ảnh dê sờn lắm. Em phải ra chiêu là anh giữ gìn cho em đi, rồi khi nào mà anh với em cưới nhau em cho anh. Mà nếu như mà không đến được với nhau thì em cũng cho anh luôn. Nên bây giờ anh giữ cho em đi. Rồi sao nữa? Cái thì bây giờ em đòi chia tay, cái anh nói vậy trả đây. Trời ơi. Trả cái gì? Không có cho em cái gì đâu mà trả. Vậy mới bất công mà, cứ đeo như là ăn dạ vậy đó. Đi gặp bạn bè cũng không được, nói chuyện với ai cũng không được, giống như con Sam vậy đó, cứ đeo theo em trong thời gian đó em bực lắm. Thôi cho đại cái xong đi, mệt quá, bực quá. Cái vậy là ảnh dụ em làm đám cưới. Rồi em không biết làm sao, lúc đó em đồng ý cưới luôn. Là cho rồi sao thấy cũng được được. Cho rồi mới cưới đúng không? Dạ không, cưới rồi mới cho. Okay. Dạ là lúc đó định cưới vài tháng thôi rồi bỏ, nên không có đi đăng ký kết hôn. Dạ nhưng mà mới có 3 tháng anh dụ em có em bé. Trời ơi, đến là nó bị dụ suốt luôn vậy đó ha. Ủa ba nè, rất dễ dụ thiệt chứ. Lý do gì mà đòi cái đó hả? Bí quá à. Bí quá. Cái đó là chiêu hay là em đòi? Nói chung vợ em thì cũng khoái, gọi là giống như là dễ bị khích á. Cứ thử có vấn đề nào mà khích mà làm không được á là phải làm cho bằng được, nói động tự ái cái là làm à. Cho nên hết chiêu để chơi rồi, nên áp dụng cái chiêu đó là phải làm. Mà lúc đó em khinh hắn lắm, giống như hắn hèn lắm, tự nhiên cái hắn lấy cái đó ra hắn đòi, mà em suy nghĩ giống như anh nói đó, đâu phải của hắn đâu mà hắn đòi, cứ đeo hoài mà ý. Nổi điên, anh nổi điên cho rồi đó. Dạ đúng rồi. Bực bội. Hỏi lén nha. Dạ. Khi mà nói chung là đạt được ý nguyện rồi đó, thì cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Vui à. Vui không? Dĩ nhiên cái đó phải vui rồi đúng không? Có ông nào mà hỏi không vui. Nhưng mà ý anh nói là khi mà mình đạt được cái điều đó rồi. Dạ em nói là cưới 6 tháng rồi chia tay. Nói cũng được nữa, kệ nó lúc đó luôn. Lấy nhau xong rồi dễ gì chia tay được, đâu có dễ. Đâu có dễ đâu. Đâu có dễ. Với lại cái chuyện mà có em bé đó, không có chuyện đó ngoài kế hoạch anh ơi. Nhưng mà em nghĩ không phải ngoài đâu, chắc ảnh dụ em á chứ không phải ngoài đâu. Tại vì em uống thuốc mà sao có em bé cái ảnh dụ em, mà nó uống thuốc không tốt đâu em. Thôi để anh xử cho đừng uống thuốc. Ảnh dụ em. Thôi nghiệp á. Bị dụ xuống vậy. Rồi có lúc mà em có em bé em có bắt đền không? Dạ có, em bắt đền bằng cách là em cứ sai ảnh miết thôi. Ví dụ như thay tả cho con nè, cho con bú nè. Rồi làm hết luôn. Bắt làm hết luôn, em không làm gì hết. Không có ảnh thì em làm, còn có thì em bắt ảnh làm hết. Không nói cho vui vậy thôi chứ thật ra không làm. Không biết làm. Dạ. Ai không biết làm? Vợ em không biết làm, ẩm con mà không biết ẩm mà không dám ẩm luôn. Em bé đó mình bữa nay là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em bé được gần 2 tuổi. Là trong suốt 2 tuổi là anh ấy làm hết không? Nói hay nói quá đó, là mẹ chồng em với mẹ ruột em cũng chăm phụ rất là nhiều. Anh đâu có gì không, đâu. Sau đâu này lâu thì mới... mẹ chồng với mẹ ruột của em thì chăm nhiều hơn cả hai chồng với làm suốt rồi. Điều trong cái thời gian mà em ở nhà ý là mẹ của em với mẹ vợ em thì đó, nhưng có điều là thời gian mà ở nhà là cứ sai em thôi. Thông cảm đi, thì thực ra em đâu có cái gì để nó đòi lại đâu. Nếu mà đòi lại thì càng lỗ với nó chỉ đòi cái đó được thôi. Không, cái đó là hành đó, hành đó.
Tuấn biết cái chuyện vợ mình cố tình không? Biết chứ anh. Em về em hay đọc báo rồi giải trí một chút á, nhưng mà không có bữa nào được hết á. Đọc chưa được ba hàng nữa rồi nghe không? Mới mở cái điện thoại vừa mở khóa bằng phím xong cái anh ơi. Chỗ cái anh ơi. Anh có bị ám ảnh thôi cái từ anh ơi. Tôi ngủ còn mơ. Rồi giờ kể cho anh nghe coi, vợ em có cái tật gì mà nó không có đẹp không? Nhiều. Nhiều mà nó nói nhỏ xíu à. Không nói lớn sợ lát về đang ăn đòn anh. Trời ơi. Đâu kể anh nghe đi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều là không biết làm gì hết trơn thôi à. Vợ em cái gì cũng được hết trơn, chỉ có một điều là nó không biết làm gì. Không biết làm gì hết trơn thôi à. Ví dụ. Ủi đồ không biết. Bộ đồ đi làm cũng chồng ủi. À. Nấu cơm không biết nấu. Chăm con không biết chăm. Ừ. Không biết còn biết làm gì nữa không à. Cũng có chút cố gắng, có nghĩa là dạo này cũng hay tập nấu ăn, coi trên mạng đó anh, rồi làm theo xong rồi nhà không ai dám ăn hết. Có cố gắng nhưng mà lại không được thôi. Mà mỗi lần mà mua cái gì về á là quy động hết cả nhà giống như là một cái đại tiệc vậy đó. Làm cho đã xong rồi không được gì hết. Tội nghiệp vợ em vô làm hết luôn. Ở ngoài chỉ đạo làm này làm này mà làm sao không chịu. Rồi tự mình chế biến, nhưng mà chế biến xong rồi coi như là ra chỉ để nhìn chụp hình chơi thôi. Bởi vì lấy con nít đó cực khổ vậy đó. Mình phải chịu thôi. Khổ lắm chị, biết khổ hoài à. Về nhà thì hay làm bèm, hay kêu rồi vậy thôi, chứ cũng không có gì gọi là quá đáng. Giận lên thì chia tay. Từ quen tới giờ nếu mà em tổng kết lại thì chắc không dưới 500 lần. Ừ. 500 lần chia tay. Hầu như là cứ cách ngày hai ngày là có chia tay. Nên cái vụ mà vợ em đi Hàn Quốc về mà đòi chia tay em thấy nó bình thường lắm. À, đúng rồi mình đúng rồi. Cứ vậy không? Nhiều đó thôi. Đó, đủ mệt lắm rồi anh ơi. Anh thấy con tính con nít mà ở nhà cả mè nheo suốt ngày, em nói nhà em mới có một đứa con thôi mà rốt cuộc nhà em tới hai đứa, anh hiểu không? Đúng rồi, đứa lớn đứa nhỏ. Rồi sao bé lớn? Anh ấy thì tật xấu lắm, nhưng mà tật xấu lớn nhất là mê coi phim. Ví dụ như khi mà đang coi phim hành động là anh tập trung vô coi thôi, không chú ý gì hết á. Kêu mà phải khiều khiều, còn nếu mà chỉ kêu bằng giọng nói thì là không nghe. Hay là giả điếc em cũng không biết nữa. À, em nhớ có lần kỳ đó là ăn lẩu á, có cái bếp ga nhỏ là nó phật lên luôn, rồi cũng ngồi chung với nhau một bàn, nhưng mà ảnh quay cái mặt ảnh về phía bên tivi ảnh coi thì nó bị phật lên. Em nói đúng rồi, phật rồi, đúng rồi. Anh em ru luôn. Tới lúc mà mẹ chồng em đang bị bó bọt á, đang cầm cây gậy mà mẹ em chỉ còn ba cái dìu ra cửa, anh mới để ý. Mẹ mới mổ xương. Ừ. Xong rồi bó bọt cái chân này nè. Đi á thì phải đi bằng nạng, mà thấy bếp ga phật không hiểu sao mà bay ra ngoài cửa mất tiêu rồi. Cả nhà ngồi lo kiếm cái gì dập lửa, mà quay tới quay lui hỏi ủa mẹ đâu mất tiêu rồi. Mẹ đây nè con. Ủa mẹ ra bằng cách nào vậy? Mẹ không biết nữa. Bả độn hổ ra sao? Rồi cái đưa cho mẹ cái nạn đi, hỏi chi vậy? Mẹ vô chứ nãy mẹ ra bằng cách nào mẹ không biết. Bản năng sinh tồn á, khó là cỡ nào cũng vận động được á. Thôi còn gì nữa? Xa vợ được mà xa điện thoại không được. Tối ngủ là dụ cho em ngủ xong mà là ôm điện thoại. Ừ. Em không thích cái vấn đề đó. Có nghĩa là hãy ôm vợ chứ đừng ôm điện thoại. Dạ. Đúng chưa? Giờ mong muốn thay đổi đi. Em muốn ảnh thực hiện tất cả những điều anh đã hứa với em. Cái bản mà giao ước đó còn, em còn giữ. Em còn giữ luôn. Đã có chữ ký chưa? Có rồi luôn. Có rồi luôn mà không thực hiện đúng không? Dạ. Thì ra công chứng đi. Bây giờ người ta đòi của mình rồi, giờ mình có công chứng mình đòi lại chứ. Với lại á. Không, chị số vậy không được chị. Tại giờ hồi trước giờ em ký nhiều lắm á. 500 lần. Không, mà tại mỗi lần em suy nghĩ ra là em thêm vô là à, phải ký lại. Trời ơi, phải thêm không vậy hả? Trời, phụ lục chắc mùa sắp á. Có vậy là vô hiệu quá rồi. Này viết lại đi. Bây giờ hắn rút kinh nghiệm rồi, hắn lo chuyện. Bây giờ mong muốn thay đổi cái gì, focus lại đi. Không hút thuốc, không ôm điện thoại, không có giả điếc khi vợ sai vặt nữa. Vậy phải mua cái máy trợ thính cho ông đi. Rồi với lại không có quá tập trung vô khi xem tivi. Ba cái vợ yêu cầu đó, vợ chồng yêu cầu cái gì? Em chỉ yêu cầu là biết lo cho chồng chút xíu thôi. Nội cái bộ đồ của chồng mặc cũng biết ủi nữa. Mỗi lần mặc muốn bộ đồ thẳng thớm phải tự ủi không à. Bậy rồi, bậy rồi. Em ủi nhưng mà nó hai ba ly, anh chê nên em không ủi. Rồi có cái tập hay quên là đáng trí nè. Làm xong cái quăng đó toàn chồng đi dọn không à. Cái cuối cùng là ráng học nấu ăn đi, chứ từ xưa giờ nếu cần thì em toàn nấu không à. Chứ vợ em biết nấu. Giờ chị chỉ thấy là những cái điều mà coi như bạn kia mà muốn bạn này ba điều gì thì bạn này cũng muốn ngược bạn đó ba điều. Bây giờ về đi, bạn kia thực hiện thì bạn này thực hiện nghe. Và ngược lại đúng không? Ừ. Bắt tay nhau cái đi, dám không? Rồi nghe. Rồi. Thôi chúc cho hai em coi như là người nào cũng coi như là thực hiện cái lời hứa của mình, và lúc nào cũng cái gia đình cũng hạnh phúc, đầy tiếng cười, và mau chóng có đứa nữa nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn em. Mới đến đúng không? Dạ.
À, con ở phường 6 ạ. À, ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn? Dạ. Ừ. Rồi, tưởng đâu miền Tây lên à. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn luôn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như nhau à. Em với anh chị đi. Rồi 2, 3. Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Ừ. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Ừ. À, công việc Quốc Khánh là gì? Chắc dạ. Đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. À, Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Yeah. À, dạ. Vậy đó hả? Hay. Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Chị dạ. Coi trên Facebook á, ghiền coi lúc người ta cứu chó mèo rồi cứu. Mình cũng thích luôn. Cứu hươu, cứu nai đó. Hươu nai thì ở nước ngoài. Thì coi hết. Ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ. Bây giờ giới thiệu đi khoan. Giới thiệu tên họ, công việc. Rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Uyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Rồi. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim bồ câu, rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi coi như là mình cứ tụ chúng về đó, rồi cái nguồn kinh tế là ai ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Dạ. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Đấy là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi á thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần rồi bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn ngay một cái rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì sẽ đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Nhiều. Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em, chỉ có
nhiều ca mà nặng nhất mà em từng cũng là cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, thì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp không ạ. Thôi giờ mình vô cái vụ này nè chị. Đó. Em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết làm sao, hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nói chứ ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh rồi. Ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em, là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ cổng mà vô tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em là thế. Từ đó tự nhiên hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á. Dạ. Là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ở ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ á. Thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác và dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà vì mê em cho nên mê chó mèo. Đúng chưa? Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm, xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em làm sao? Hoàn cảnh em làm sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm. Nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, còn em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa, cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có bị cảm thấy là nhục chí không có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ đúng không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đó. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đúng không? Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái áo sơ rê và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest.
nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho từ nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá, giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Nên thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm, không nói được. Mà cái mình chỗ phải... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà, gà cú dịch, rồi heo thỏ, có cả khỉ nữa hả? Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha. Này anh kể anh hỏi thiệt. Tụi em đang đi ngoài đường, nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo, vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải duyên á, đúng rồi. Chứ phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà họ không biết chăm bao nhiêu. Thì không được như vậy. Nếu anh nói có duyên á. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao không mắc mới thì năm sau cưới luôn? Dạ, đâu ra là tiền. Ta nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé á mẹ. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền thì trời cũng phải chắc mót đồ là như là mỗi tháng nhưng em làm ra xíu, là xíu. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình không cũng nói. Không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây họ thường biết mà tôi hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ luôn, nói rất là yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm mắng vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng cái nhiều lúc đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, ba ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất là nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà mai có phụ huynh đúng không? Tức là đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió. Không, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì anh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai, trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất, đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Thôi xóa đi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á. Nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều. Thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ, xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên. Xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ. Thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nghe. Đó là những cái hành động lãng mạn em. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm. Rồi bắt đầu làm đám cưới. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ tụi em không biết định có con không có con. Lý do? Để dành cho. Nói coi tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ chăm sóc tụi nhỏ cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm. Em muốn là vợ em phải cực khổ thêm.
Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng, rồi vợ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực, kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, nên là nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống với sinh mạng của họ. Dạ đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không? Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không? Có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không? Dạ. Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mày được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác, giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ phá bỏ hết những nguyên tắc mà cái mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người nhiều khi thấy ảnh thì vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thật ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Chọn thôi. Hạnh phúc là lựa chọn đúng không? Lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu, lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra, thì quá bất ngờ. Thôi để anh khui đi đâu, coi để thôi giờ thôi, chính vì thế anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nói vậy? Trời ơi, con không biết con em biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em, không cho em ngủ giường mà đòi ngủ, bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt là, em là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng á hả? Dạ, từ nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy, thì thông thường là em ngủ là coi như là mắt bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm xí anh hỏi nè. Vậy thì
không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, à, tại vì nhà đâu thể phòng... nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh ạ. À. Phòng em thì nhưng mà ngồi lông chó lông mèo rồi thì sao? Ừ, tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà từ nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á, với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người từ nhỏ thì đủ nữa, nên gần như là từ nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ lại hành động diễn được ra trước mắt bọn bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi đi khách sạn. À, dạ. Dạ tốn thêm khoản tiền đó. Dạ chồng. Dạ coi như, như đó đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi đi chơi sẵn tụi con ngoài ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi ra ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Hay dạ không ạ. À. Em cho tụi mẹ các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết ấy, thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cái gà heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng cưng chồng. Rồi. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không ạ, à, em vừa lắm, em vừa thiệt. Con em đi dọn thấy mồ luôn. À, lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Ủa, em rồi bây giờ rồi. Những cái vấn đề tiểu tiện, đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé lắm, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao khi mà từ nhỏ gặp em thì nó bị thai não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên nó gặp em lắm. Vô là bắt đầu quậy tức bừng lên à. Nó cũng trợ chó nó khôn lắm, nó dạ. coi mặt đúng mặt rồi dạ, đúng. Nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á dạ. Đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường ạ, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Thế là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách. Và cắn lũng dạ ngay đây ạ, là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không để anh coi. Xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa mai vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đó với những bé dạ, đó với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật dạ. xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 người loài mà trời chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Tụi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu bị lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đâu trên trển á, sứ giả. Em định nói đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa đó. Xuống á, thiệt dạ. luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Dạ. Và những người mà ngày xưa
có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó. Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thực ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy đâu có thật xấu gì đâu? Dạ là anh không có thật xấu không gì luôn á, không có, gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi, hai câu đó thôi em nói chuyện với vợ anh đi anh. Vậy thì anh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cách thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cách thái quá. Ví dụ như em lỡ em cầm một cái vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây. Nó không không, để anh gọt. Tại vì ủa tại em, sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi. Mà dạ. Em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chảy, là bà nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi, xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn, là mì dạ mì ly á, chắc nước mì trộn khô, chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn rồi cười luôn. Và từ đó là thôi. Em là em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trộn cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ, em không muốn ảnh thay đổi gì hết, giữ y xì vậy. Dạ. Luôn chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này thí dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thật sự là như vậy nè, trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm, đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc, tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi, con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông, và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, em bệnh thì sao. Đừng nghĩ cái chuyện đó, thì mất công lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau, hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi. Cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để kết nối cái chuyến đi đó. Phải chương trình đó. Và anh nhất quyết phải đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Rồi.